Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Rất vui lại được gặp lại mọi người trong video này. Chúc mọi người có thêm một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho mọi người nhé. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục một video để hướng dẫn cho tất cả anh chị và các bạn một cách để moi được cái V góc của cái cạnh cửa. Đấy, mọi người đang thấy là cái V này. Và sau quá trình anh chị thi công những ốp tường thì những cái cạnh cửa anh chị không biết phải sử dụng những cái phụ kiện gì để che những cái góc tường đi, giúp cho những cái cạnh cửa thêm thẩm mỹ. Thì đây là một video rất là chi tiết và bổ ích, anh chị nên tham khảo để có thể áp dụng ngay những kỹ thuật này, thi công này cho gia đình mình. Và trong rất là nhiều trường hợp, những anh thợ mới bắt đầu thi công thì không biết phải moi được những cái cạnh như thế nào, thì đa phần thì sẽ làm theo cái cách như thế này. Đấy, cái cách này thì nó rất là đơn giản và nó rất là thô luôn anh chị nhá. Có nghĩa là cắt bằng hai cái đầu này và chỉ dán lại với nhau như thế này thôi, thì nó rất là đơn giản và nghiệp dư. Đấy, không ai làm như thế này. Nếu mà anh chị không có kỹ thuật thì tất nhiên là phải làm như thế này rồi, bởi vì không biết làm như thế nào. Và cái kỹ thuật quan trọng nhất để làm được cái mòi một cái góc 45 độ như thế này. Đấy, làm sao để làm được một cái góc như thế này cho những cái cạnh cửa. Đấy, anh chị cứ tưởng tượng đây là một cái góc nhá. Thì trong cái này em sẽ giải thích nó rất là chi tiết luôn. Và điều đầu tiên để làm được cái góc này thì anh chị cần phải có một cái máy cắt như thế này. Ok, một cái máy cắt bàn như thế này anh chị nhá. Đấy, để anh chị có thể tạo góc được 45 độ này. Trên cái máy bàn này thì sẽ có góc 0 độ là góc chạy thẳng như thế này. Góc chạy thẳng. Và đến góc 45 độ thì anh chị có thể được tạo được cái góc như thế này. Và cái kỹ thuật để cắt được cái góc như thế này cũng không phải là đơn giản đâu anh chị nhá. Rất là nhiều người mày mò mãi mà không ra được cái góc như thế này. Thì trong video này em sẽ giải thích và em sẽ vào thực hành cho anh chị và bạn xem ngay bây giờ anh chị nhá. Ok. Và đây là hai cái V đang ở chế độ thẳng. Đấy, đang ở chế độ thẳng nhá. Và làm sao để có những cái cạnh kia thì anh chị cần phải úp hai cái V này lại với nhau thế này này. Đấy, như này nhá. Ok chưa? Như này, nhiều người thì moi từng cái thanh riêng thì cũng được thôi. Nhưng ở đây mình muốn làm nhanh thì mình sẽ chụm hai cái thanh V này lại với nhau và xoay cái máy bàn này đến một góc 45 độ. Đây, xoay máy bàn này đến một góc 45 độ này. Ok, và tiến hành đặt cái thanh V này vào bàn của máy cắt này. Mình sẽ thao tác cho anh chị xem luôn. Ok, như vậy là đã ra một góc rồi anh chị ạ. Nó rất là nhanh luôn này. Anh chị có thể nhìn thấy này. Khi trở lại thì nó ra như thế này rồi. Đó, đây là góc 45 độ nhá. Đây là mình làm nhanh nhá. Mình làm nhanh để cho anh chị có thể nhìn thấy những cái thao tác ra 45 độ nó sẽ khác cái góc mà 0 độ hay là góc thẳng như thế nào. Nó rất là đẹp và thẩm mỹ luôn. Đấy, đây là những cái cạnh cửa 45 độ này, nó rất là khít và đẹp này. Đấy, tương tự như thì như vậy anh chị có thể làm được với những cái cạnh còn lại. Đây là 45 độ, góc 45 độ thì nó rất là đẹp luôn. Anh chị có thể nhìn cận cảnh đây, 45 độ. Để mình làm lại một lần nữa để anh chị có thể nhìn thấy độ sắc nét của nó này. Ok. Rất là khít luôn anh chị này. Đấy, quá khít luôn. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy nhá. Quá khít luôn, cạnh cửa và như thế này thì mới là gọi là thẩm mỹ đẹp. Chứ không ai lại làm như thế này nhá. Không ai lại làm như thế này. Nó rất là mất thẩm quan, mất thẩm mỹ luôn. Đấy, chả ai đi làm cái góc như thế này, nó rất là mất thẩm mỹ luôn. Và đây là cái kỹ thuật, là những cái mẹo mà bên em đi thi công nhiều thì sẽ đúc rút ra được những cái kinh nghiệm để anh chị có thể áp dụng vào cho không gian gia đình mình, cũng như là anh thợ mới bắt đầu vào nghề thì cần xem những cái kỹ thuật này để có thể thi công được những cái cạnh cửa làm sao để đẹp nhất đến cho gia chủ hài lòng. Đấy, và anh chị nào mà chưa hiểu được kỹ thuật thi công thì hãy xem đi xem lại video này thật là nhiều lần vào để có thể thực hành và thi công một cách chính xác và chuẩn chỉ nhất. Đây, và em làm lại một lần nữa cho anh chị xem nhá. Anh chị cần phải úp hai cái V này lại với nhau này. Đấy, đây là em làm nhanh nhé. Còn nếu mà làm chậm thì em sẽ cắt từng cái thanh V1. Nhưng ở đây em làm nhanh để lấy được hai góc luôn.
thì anh chị cần phải úp hai cái V này lại với nhau, chụm một lại nhá. Đấy, cái mẹo này không phải ai cũng biết đâu này, anh chị đừng có chơi bay nhá. Đấy, nhiều người biết nhiều thì bày cho người biết ít, đừng anh chị nào mà không biết gì mà cũng lên lại đi đàm phán đánh giá những cái người biết, người cha ta có tâm người ta chia sẻ cho thì đừng lên mà bình luận linh tinh nhá. Đấy, và gã vào máy này, tiến hành bấm máy. Quá đẹp luôn. Ok chưa? Nét căng luôn nha anh chị nhá. Đấy, nét căng luôn này, góc này không thể chê vào đâu được luôn. Quá khít luôn. Đấy, 45 độ đây. Đấy, còn khi lên vào cái góc mình sẽ chỉnh bằng những cái keo, bằng những cái con đinh nữa thì nó sẽ đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, ok. Và đây là một cái mẹo mà em chia sẻ đến anh chị và các bạn. Nếu như thấy hay, thấy hữu ích thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Và chia sẻ video này đến cộng đồng mạng để nhiều người biết thêm những kỹ thuật thi công đặc biệt này nhá. Và không phải ai cũng tận tâm tận tình chia sẻ đến anh chị và các bạn đâu. Và nếu như anh chị nào mà chưa tìm ra được đội thợ thi công chuyên nghiệp cũng như phân phối dòng sản phẩm nhựa ốp tường uy tín và chính hãng, liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Và một lần nữa xin chúc anh chị và các bạn có phút giây xem video thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại người trong video tiếp theo. Xin chào.